Cuộc sống của người dân Ukraine sau hơn 2 năm chìm trong khói lửa chiến sự. Ukraine tuyên bố phá hủy tàu quét mìn Nga ở bán đảo Crimea. Hàng nghìn người Iran cầu nguyện chờ tin tức về Tổng thống mất tích do sự cố máy bay. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba và hiện vẫn không rõ đến bao giờ mới kết thúc. Cuộc chiến dai dẳng giữa hai nước láng giềng đã khiến cuộc sống người dân Ukraine bị đảo lộn. Nhiều hộ gia đình phải bỏ xứ tha hương. Theo trang rescue.org, đối với đa số người dân Ukraine chọn ở lại đất nước, cuộc sống bình thường vẫn nằm ngoài tầm với. Tính mạng bị đe dọa, việc làm bị mất, trường học, bệnh viện và nhà cửa bị tàn phá do các cuộc tấn công tên lửa. Khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu bị giảm sút và nhiều người dân Ukraine đã phải chịu đựng những tháng mùa đông khắc nghiệt mà không đủ nguồn lực hỗ trợ. Sống giữa thời khói lửa, những ngày tháng của bà Olga, 57 tuổi, tràn ngập nỗi sợ hãi và bất an. Bà cho biết, tôi đi ngủ trong nỗi sợ hãi, rồi thức dậy và cầu nguyện. Tôi đứng và chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo, liệu rằng nơi của mình có bị không kích hay không. Theo đài NHK, một bạn trẻ có tên Polina chia sẻ rằng, giờ đây bạn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa âm thanh của máy bay không người lái và tên lửa. Polina nói, tôi nghĩ tất cả người Ukraine đều đã trở thành chuyên gia về xung đột. Bạn càng biết nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy an toàn hơn. Theo hãng tin Reuters, ngoài thương vong, chiến sự còn tác động đến hầu hết mọi khía cạnh của đời sống người dân Ukraine. Trong số đó, vấn đề việc làm cho người dân Ukraine là một bài toán nan giải. Cô Alona Unichuk là cư dân sống ở làng Lozuvatka, tỉnh Dnipropetrovsk, đã bỏ việc ở một cửa hàng tạp hóa khi mang thai bé Angelina và việc tìm kiếm công việc mới càng trở nên khó khăn hơn do trường mẫu giáo địa phương đã đóng cửa. Trước khi xung đột nổ ra, bà Olga luôn hoạt động tích cực ở cộng đồng địa phương. Vào các ngày trong tuần, bà Olga làm công việc tạo mô hình cánh quạt tại một nhà máy tua bin ở tỉnh Mykolaiv. Tuy nhiên, chiến sự đã đảo lộn cuộc sống của bà Olga. Bà bị mất việc, chưa kể sự căng thẳng, bồn chồn và cái lạnh, vì chiến sự khiến căn bệnh ung thư oái oăm của bà càng ngày càng tệ hơn. Theo một cuộc khảo sát của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế IRC với người dân Ukraine, 70% số người được hỏi cho biết họ bị mất việc hoặc cần thay đổi con đường sự nghiệp do xung đột. Trong đó có 45% phải chấp nhận một công việc khác với mức lương thấp hơn. Với tỷ lệ thất nghiệp là 17% và tỷ lệ nghèo đói gia tăng đáng kể, ngày càng nhiều người dân Ukraine phải vật lộn, tìm đủ cách mới có thể xoay sở nổi vấn đề cơm ăn, áo mặc và thuốc men. Chuyện học hành của con em người dân Ukraine bị ảnh hưởng nặng. Theo báo cáo của IRC, trong quá trình xung đột, lượng lớn trường học đã bị phá hủy, làm gián đoạn việc học tập của hàng triệu học sinh. Cơ quan này ghi nhận hơn 4.000 cuộc tấn công vào các cơ sở giáo dục và hơn 1.300 cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Tình trạng này khiến người dân Ukraine lo âu, vì đối với họ, việc đến trường không chỉ để học kiến thức mà còn tác động lớn đến khả năng xã hội của con em. Bất chấp tình cảnh khó khăn do chiến sự kéo dài, bà Olga vẫn tiếp tục công việc tình nguyện viên, phân phát bánh mì cho người dân trong khu vực bà sống. Bà chia sẻ, tôi muốn giúp đỡ những người còn khó khăn hơn và những người ở tuyến đầu. Tôi nghĩ chúng ta càng giúp đỡ lẫn nhau thì chiến sự sẽ càng kết thúc nhanh hơn. Bạn trẻ Polina chia sẻ rằng, lý do duy nhất giúp bạn có thể tiếp tục cố gắng làm việc lúc này là vì việc bà làm có thể hỗ trợ những người ở tuyến đầu. Polina nói, đó là lý do tại sao tôi phải cố gắng hết sức. Tôi phải làm việc, đóng thuế cho đất nước và quyên góp cho quân đội. Việc quyên góp đã trở thành thói quen hàng ngày. Bà Irina Potoska là một hiệu trưởng ở Ukraine. Bà Potoska cho biết bà đã cùng với nhiều phụ nữ địa phương đóng hộp đựng thức ăn, đồ uống cũng như lưới ngụy trang để gửi đến quân Ukraine ở tiền tuyến. Trong khi đó, cô Julia Samotuha, một giáo viên 34 tuổi ở Ukraine, đóng vai trò điều phối nỗ lực tình nguyện của địa phương cô sinh sống, tiếp nhận yêu cầu từ các đơn vị quân đội, phân chia công việc giữa các hộ gia đình và sau đó giao nhu yếu phẩm tới tiền phương. Cô Samotuha cho biết, khi bận rộn, đôi khi bạn không còn nghĩ đến xung đột nữa. Theo Reuters, những mạng lưới tình nguyện như vậy đã mọc lên khắp đất nước và đóng vai trò là một nguồn cung cấp nhu yếu phẩm quan trọng cho binh lính Ukraine. Mới đây, quân đội Ukraine cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã phá hủy một tàu quét mìn của Nga ở Crimea. Hải quân Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về việc tàu Kovrovets bị phá hủy như thế nào, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Mỹ, ATAK,
đã được bắn vào Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên X cùng với bức ảnh chụp các tàu Pokrovets bên trong tầm ngắm mục tiêu. Một ngày tồi tệ nữa đối với hạm đội Biển Đen của Nga. Mỹ được cho là đã âm thầm cung cấp cho Ukraine tên lửa ATAK, một hệ thống tên lửa đất đối đất di động với tầm bắn lên tới 290 dặm vào tháng 4 năm nay, sau nhiều tháng vận động hành lang của Kiev. Ukraine lần đầu tiên bắn tên lửa ATAK vào lực lượng Nga cách đây 3 tuần và kể từ đó đã tấn công các căn cứ hậu cần, trung tâm quân sự và sân bay ở Donbass và Crimea bị kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin tàu kích mình của họ bị phá hủy trong cuộc tấn công và nói rằng hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ tất cả tên lửa của Ukraine, thông báo cho biết. Bằng các hệ thống phòng không, 9 tên lửa chiến thuật tác chiến ATAK và một máy bay không người lái đã bị phá hủy trên lãnh thổ Cộng hòa Crimea. Việc tàu kích mình bị cáo buộc phá hủy đã gây thêm áp lực lên hạm đội Biển Đen của Nga. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Nga Putin đã sa thải tư lệnh hạm đội Biển Đen và ra lệnh cho các sĩ quan của hạm đội này cải thiện việc huấn luyện để phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Theo thông tin từ các blogger quân sự Nga, các cuộc tấn công của Ukraine trong tuần qua là dữ dội nhất trong một thời gian và có thể liên quan đến việc tiếp tế đạn dược từ Mỹ. Kênh Telegram của Two Major cho biết, mục tiêu của đối phương là sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng cảng. Trước hết, đối phương gây ra thiệt hại về kinh tế, vượt quá chi phí của một tổ chức phòng không thông thường. Các báo cáo cho biết, trong tuần qua, tên lửa Ukraine đã làm nổ tung một trạm radar và sân bay ở Crimea và máy bay không người lái đã tấn công cảng Novorossiysk, nơi đóng quân của một hạm đội Biển Đen. Các mục tiêu cũng bao gồm các nhà máy lọc dầu ở Nga và BBC. Dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết một sân bay quân sự của Nga cũng đã bị tấn công ở vùng Krasnodar của Nga. BBC dẫn nguồn tin cho biết tại sân bay này có hàng chục máy bay khác nhau đã tấn công các vị trí của Ukraine. Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo đã cầu nguyện Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Ami Abdullahian trở về an toàn sau khi chiếc trực thăng chở ông mất tích trong vùng núi Đê Sương Mù ngày 19 tháng 5. Họ tập trung tại các nhà thờ trên khắp đất nước, trong đó có đền thờ Imam Reza nổi tiếng tại thành phố quê hương Mashhad của ông Raisi, cũng như tại quảng trường Valias ở trung tâm thủ đô Tehran. Ngày 19 tháng 5, chính phủ Iran cho hay trực thăng chở Tổng thống Raisi phải hạ cánh khẩn trên đường trở về từ lễ khánh thành đập Qizqalasi ở khu vực biên giới với Azerbaijan. Theo truyền thông Iran, vị trí trực thăng gặp sự cố ở rừng Dima, nằm giữa hai thành phố Vazaquan và Zonfa, tỉnh đông Azerbaijan, cách thủ đô Tehran khoảng 600 km về phía tây bắc. Tuy nhiên, một quan chức Iran giấu tên nói với Reuters rằng chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng đã rơi khi băng qua địa hình đồi núi giữa sương mù dày đặc. Nhiều đội cứu hộ đã được cử tới hiện trường, song hiện chưa có thông tin về chiếc trực thăng mất tích. Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã lên tiếng trấn an người dân, kêu gọi mọi người đừng lo lắng về khả năng lãnh đạo của chính phủ Iran và khẳng định sẽ không có bất kỳ gián đoạn nào trong công việc của đất nước. Cô Vakili, nhà báo 29 tuổi, cho biết cô sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và vụ mất tích đã gửi lại những khoảnh khắc căng thẳng ở Iran trong những năm gần đây. Đề cập tới chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong vụ hạ sát bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad hồi năm 2020, cô Vakili nói, tôi hy vọng tất cả đều ổn và được tìm thấy. Đó là cảm giác giống như chúng tôi từng thấy với tướng Qasem Soleimani. Kể từ khi nghe tin trực thăng của ông Raisi gặp sự cố, người dân Iran dường như không rời mắt khỏi TV và điện thoại để cập nhật thông tin. Hadi là cư dân ở thủ đô Tehran nói, tôi vô cùng đau lòng, chúng tôi hy vọng ông ấy và những người đồng hành được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh. Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn vẫn tiếp tục tiến hành. Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi cho biết các đội cứu hộ gặp khó khăn vì địa hình dốc và rừng rậm, nơi có tầm nhìn hạn chế. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Vahidi cho hay, chúng tôi hy vọng với những lời cầu nguyện của mọi người, chúng tôi sẽ đến được nơi xảy ra sự cố càng sớm càng tốt. Bộ trưởng Vahidi cũng kêu gọi người dân không tin những đồn đoán không căn cứ trên mạng và chỉ tiếp nhận thông tin từ truyền hình nhà nước. Ngay sau vụ máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn hôm 19 tháng 5, cộng đồng quốc tế đã có những tuyên bố thể hiện sự ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ nước Cộng hòa Hồi giáo. Bộ Ngoại giao các nước Jordan, Qatar, Kuwait, Yemen, Nga, Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Azerbaijan ra những tuyên bố cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ Tehran tìm kiếm chiếc trực thăng, đồng thời cầu mong các quan chức Iran bình an vô sự. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 19 tháng 5,
Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết, nước này rất sốc trước thông tin về vụ tai nạn của máy bay chở Tổng thống Iran, đồng thời khẳng định sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Tehran. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng ông đang theo dõi sát những diễn biến liên quan đến vụ việc. Cơ quan quản lý thảm họa và khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo nước này đã cử một đội cứu hộ đến Iran hỗ trợ hoạt động tìm kiếm máy bay gặp nạn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, đồng thời nhấn mạnh tình đoàn kết với người dân Iran trong giờ phút đau buồn này và cầu nguyện cho Tổng thống Iran và các quan chức trên chuyến bay bình an. Bộ Ngoại giao và người nước ngoài Syria bày tỏ tình đoàn kết với Iran và cầu nguyện cho sức khỏe của Tổng thống Raisi và nhóm tháp tùng của ông. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố sẵn sàng dành sự hỗ trợ lớn nhất cho Iran. Các phong trào kháng chiến của người Palestine, thành chiến Hồi giáo và lực lượng Hamas đã đưa ra các tuyên bố riêng, bày tỏ lo ngại trước thông tin về vụ rơi máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran. Về phía châu Âu, Ủy viên châu Âu về xử lý khủng hoảng Janet Lenasic thông báo, Ủy ban châu Âu đã kích hoạt dịch vụ vệ tinh để hỗ trợ công cuộc tìm kiếm theo đề nghị của Iran. Cũng trong ngày 19 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang theo dõi sát sao thông tin về vụ việc. Người phát ngôn của Tổng thống Mỹ, bà Karine Jean-Pierre cho hay, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ tai nạn, song không cho biết thêm thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ tình đoàn kết với nước Cộng hòa Hồi giáo, cũng như đề nghị hỗ trợ Tehran sau vụ việc.